Tháng 6 mùng 1 Nguyệt Sắc giảm thọ 12 năm, mùng 3 Đầu Giáng Dương Công Kỵ giảm thọ 12 năm. Mùng 4 Nam Thiệm Bộ Châu chuyển Đại Pháp Luân tổn thọ. Mùng 6 ngày mở kho trời đất đôi trai nhật tổn thọ. Mùng 8 Tứ Thiên Vương tuần hành. Mùng 10 Khánh Đàn Kim Túc Như Lai. 13 Vía Tỉnh Tuyển Long Vương. 14 Tứ Thiên Vương tuần hành. 15 Nguyệt Vọng Tứ Thiên Vương tuần hành giảm thọ 12 năm. 19 Quán Âm Đại Sĩ Niết Bàn ngày thành đạo giảm thọ 12 năm. 23 Vía Nam Phương Hỏa Thần Tứ Thiên Vương tuần hành bị trùng tang. 24 Vía Lôi Tổ Vía Quan Đế giảm tài lộc giảm thọ 12 năm. 25 ngày Nguyệt Hối giảm thọ. 27 Đầu Giáng giảm thọ 12 năm. 28 Nhân Thần nhóm họp cõi âm bị bệnh. 29 Tứ Thiên Vương tuần hành. 30 Nguyệt Hối Tư Mạng báo cáo Tứ Thiên Vương tuần hành tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29 giảm thọ. Tháng 7 mùng 1 Nguyệt Sóc Dương Công Kỵ giảm thọ 12 năm. Mùng 3 Đầu Giáng giảm thọ 12 năm. Mùng 5 ngày Trung Hội có khi coi là ngày mùng 7 tổn thọ. Mùng 6 Lôi Trai Nhật giảm thọ. Mùng 7 Đạo Đức Lạc Ngũ Đế so sánh thiện ác của con người vía Khôi Tinh giảm lộc giảm thọ 12 năm. Mùng 8 Tứ Thiên Vương tuần hành. Mùng 10 ngày Âm Độc Đại Kỵ. 12 vía Trường Chân Đàm Chân Nhân. 13 Khánh Đản Đại Thế Chí Bồ Tát giảm thọ. 14 Tam Nguyên Giáng Tứ Thiên Vương tuần hành giảm thọ. 15 Nguyệt Vọng Tam Nguyên Giáng Địa Quan Tra Sổ Tứ Thiên Vương tuần hành giảm thọ 12 năm. 16 Tam Nguyên Giáng giảm thọ 12 năm. 18 Phía Tây Vương Mẫu giảm thọ 12 năm. 19 Phía Thái Tuế giảm thọ 12 năm. 22 Vía Tăng Phước Tài Thần giảm tài lộc giảm thọ 12 năm. 23 Tứ Thiên Vương tuần hành. 25 Nguyệt Hối giảm thọ. 27 Đầu Giáng giảm thọ 12 năm. 28 Nhân Thần nhóm họp cõi âm bị bệnh. 29 Dương Công Kỵ Tứ Thiên Vương tuần hành. 30 Khánh Đàn Địa Tạng Bồ Tát Nguyệt Hối Từ Mạng báo cáo Tứ Thiên Vương tuần hành tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29 giảm thọ 12 năm. Tháng 8 mùng 1 Nguyệt Sóc vía Hứa Chân Quân giảm thọ 12 năm. Mùng 3 Đầu Giáng vía Bắc Đầu vía Tư Mạng Táo Quân giảm tài lộc giảm thọ 12 năm bị hỏa hoạn. Mùng 5 vía Lôi Thành Đại Đế giảm thọ 12 năm. Mùng 6 Lôi Trai giảm thọ. Mùng 8 Tứ Thiên Vương tuần hành. Mùng 10 vía Bắc Đầu Đại Đế. 12 vía Tây Phương Ngũ Đạo. 14 Tứ Thiên Vương tuần hành.